Xin chào các bạn. Ngày hôm nay trong đoạn video clip này, Thu Hà xin phép được giới thiệu với các bạn một chiếc tủ lạnh Samsung Inverter 321 lít với mã sản phẩm là RT32K5930DXSV. Đây là một chiếc tủ lạnh mà phù hợp với những gia đình nào muốn có một thiết kế sang trọng, hiện đại với công nghệ tiên tiến, và hơn thế nữa là có thể tiết kiệm điện năng và lưu trữ thực phẩm trong khoảng thời gian dài với khá là nhiều thực phẩm khác nhau. Ngay bây giờ hãy cùng theo dõi đoạn clip này các bạn nhé. Đầu tiên, nói về thiết kế bên ngoài của chiếc tủ lạnh này thì không cần phải bàn cãi quá nhiều, bởi vì đối với những cái sản phẩm đến từ thương hiệu Samsung thì luôn làm người dùng mà bắt mắt với màu sắc đẹp mắt. Thế nên lớp sơn tĩnh điện màu nâu lạ mắt, sang trọng, lại dễ dàng vệ sinh từ chiếc tủ lạnh này sẽ làm nổi bật mà không gian bếp. Bên cạnh đó, với dung tích là 321 lít kết hợp với chiều cao khoảng 170cm, ngang tầm 60cm, nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích mà vẫn đảm bảo sức chứa thực phẩm cho gia đình của bạn từ 5 đến 7 thành viên. Và thêm một điểm nhấn mà Thu Hà rất thích ở chiếc tủ lạnh này, đó là chúng ta có thể dễ dàng lấy nước uống trực tiếp từ bên ngoài mà không cần phải mở cửa tủ với bàn lấy nước thiết kế ngay bên cửa ngăn mát như thế này. Tay cầm của tủ lạnh được thiết kế ẩn, tạo cảm giác thanh lịch, lại cực kỳ tiện dụng trong quá trình đóng cửa tủ. Tương tự như vậy, với bảng điều khiển nhiệt độ cũng nằm ở phía ngoài, giúp chúng ta dễ dàng điều chỉnh độ lạnh mong muốn mà không cần phải mở cửa tủ, giúp tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng. Như Thu Hà vừa mới giới thiệu với các bạn, đó chính là chiếc tủ lạnh này vừa tiết kiệm điện năng mà vừa lại được trang bị công nghệ hiện đại tiên tiến. Đầu tiên sẽ là công nghệ hiện đại của nó. Ở đây Thu Hà xin phép được giới thiệu về công nghệ hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus. Công nghệ hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus giúp bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp nhất cho mỗi ngăn, giúp ngăn chặn mùi thực phẩm bị lẫn vào nhau và đồng thời là giữ độ ẩm cho ngăn lạnh lên đến 70% so với những chiếc tủ lạnh chỉ có một dàn lạnh thông thường mà thôi. Và ở đây công nghệ được chia làm 5 chế độ hoạt động tiết kiệm điện năng tùy theo nhu cầu sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là 5 chế độ này hoạt động ra sao các bạn nhé. Chế độ thông thường sử dụng hàng ngày. Chế độ tắt ngăn đông giúp tiết kiệm điện khi không cần sử dụng ngăn làm đông. Chế độ tắt ngăn mát, khi bạn chỉ cần sử dụng ngăn đông thì bạn tắt ngăn mát đi là được. Chế độ hai ngăn mát, khi bạn cần thêm không gian cho ngăn mát để đựng thực phẩm nhiều hơn. Lưu trữ ít thực phẩm, khi nhà bạn đi vắng chỉ còn ít người thì ta chuyển ngăn đông thành ngăn mát, sử dụng tiết kiệm điện năng. Chúng ta sẽ cùng đến với tính năng tiết kiệm điện năng của chiếc tủ lạnh này. Chiếc tủ lạnh này có dung tích là 321 lít, cũng khá là lớn. Chính vì thế nếu các bạn lo lắng về việc tiêu hao điện năng thì hãy cùng yên tâm các bạn nhé. Vì chiếc tủ lạnh này được trang bị công nghệ Digital Inverter sẽ tự động điều chỉnh các cấp độ làm lạnh khác nhau tùy thuộc vào điều kiện bên trong tủ và nhiệt độ bên ngoài, giúp nhiệt độ bên trong tủ luôn được duy trì mức ổn định nhất, tiết kiệm chi phí tiền điện năng hàng tháng của bạn. Đó cũng là lý do cho tem năng lượng 5 sao của Bộ Công Thương cấp chứng nhận về tính năng tiết kiệm điện được dán ngay bên ngoài cửa tủ, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn lựa nhé. Có một điểm nhấn mà Thu Hà rất là thích ở chiếc tủ lạnh này, đó chính là máy nén của nó được bảo hành lên đến 10 năm luôn các bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là bên trong của chiếc tủ lạnh này có điều gì thú vị các bạn nhé. Đầu tiên là ngăn chứa thực phẩm tươi sống riêng biệt như là thịt, cá nhằm hạn chế mùi, đồng thời nhờ trang bị bộ lọc kháng khuẩn, khử mùi deodorizing giúp tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, mang đến không gian lưu trữ thực phẩm trong lành, an toàn cho sức khỏe. Và đặc biệt những ngăn đựng phía bên dưới của tủ này sẽ làm các bạn rất là bất ngờ với khả năng chịu lực lên đến 150kg, nhưng cực kỳ dễ dàng tháo lắp để vệ sinh hay là chuyển đổi lên xuống giữa các ngăn. Các bạn có thể tha hồ chứa các nồi đựng thức ăn hay là lưu trữ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Còn chiếc hộp to trên phần kệ đựng này đó chính là chiếc hộp đựng nước uống, giúp các bạn có thể dễ dàng giải tỏa cơn khát với những cốc nước mát lạnh bằng việc lấy nước ở bên ngoài tủ, và việc vệ sinh cho sản phẩm này cũng rất là dễ dàng các bạn nhé. Và tiếp theo là ngăn đựng mà Thu Hà rất thích, đó chính là ngăn đựng rau củ quả tươi Big Boss. Ngăn này được thiết kế cực kỳ lớn để chứa được rất nhiều rau củ, các bạn có thể dự trữ lên đến một tuần cho gia đình của mình. Ngoài ra, theo thông tin từ Samsung thì ngăn này có thể kéo dài thời gian bảo quản rau củ lên đến hơn 10 ngày mà chúng vẫn tươi ngon như lúc mới mua về. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là phần ngăn tủ đông của chiếc tủ lạnh này có điều gì thú vị các bạn nha. Thu Hà sẽ cùng mở cửa tủ ra nào. À, ở bên trong này chúng ta có một ngăn đá xoay làm đá riêng biệt có thể dễ dàng mang ra ngoài các bạn ạ. Chỉ cần cho nước vào khay đá trên, đợi cho nước đông thành đá thì chúng ta chỉ cần vặn cần gạt để đá rơi xuống hộp đựng đá viên cực lớn phía dưới đây. Với một số dòng tủ lạnh thì hộp đựng đá viên khá nhỏ, nhưng ở chiếc tủ lạnh này sẽ đủ để nhiều thành viên cùng sử dụng. Còn kệ đựng thực phẩm này giúp chúng ta lưu trữ thực phẩm thành hai ngăn tiện lợi. Hoặc khi cần thêm không gian cho ngăn đông thì chúng ta chỉ cần lấy kệ đựng này và hộp đựng đá ra là được.
Và Thúy Hòa hy vọng rằng thông qua đoạn video clip vừa rồi, các bạn đã có thêm những thông tin về sản phẩm Samsung Inverter 321 lít với mã sản phẩm là RT32K5930DSSV các bạn nhé, để có thể dễ dàng so sánh sản phẩm này với những sản phẩm tủ lạnh khác trong mức giá là dưới 12 triệu đồng. Và nếu các bạn cảm thấy yêu thích sản phẩm này thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên, gọi về số hotline của chúng tôi 1800 1061, hoặc cách thứ hai đơn giản hơn nữa là nhanh tay truy cập vào website www.điệnmaysanh.com các bạn nhé, để được giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí. Và những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại video clip lần này. Các bạn đừng quên là hãy like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh bằng cách là click vào logo ở phía dưới, để Điện Máy Xanh luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất, mức giá hợp lý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.